Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh Lisa Cook Vlog của em. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của em. Hôm nay em có nấu một món mất mát từ cây nha đam, còn gọi là cây lô hội. Sẵn đây em xin chia sẻ với mọi người cùng thưởng thức với em luôn nha. Cách nấu của em rất là đơn giản mà rất là dễ uống luôn. Gọt nha đam thì cũng rất là nhanh, rất là cách đơn giản luôn. Mình sử dụng dao hai lưỡi á, mình gọt hai bên đầu và hai bên mép của nha đam. Lá nha đam xong rồi mình gấp từ dưới, mình sọt vô cái lỗ hay lưỡi, mình gấp từ trên xuống dưới rất là nhanh luôn, 1 phút 30 giây thôi. Mình có nhiều người không biết cách gọt lá nha đam như thế nào á, gọt rất là lâu luôn, rất là cực, cho nên á em chỉ mọi người gọt cách này rất là đơn giản luôn, rất là nhanh. Chỉ cần 1 phút 30 giây thôi là sẽ được một cái nồi nước mát rồi. Mình uống rất là tốt cho sức khỏe nha, ai cũng biết công dụng của cây nha đam rất là tốt nè. Nó khử độc mà tăng cường hệ miễn dịch, cân bằng axit, làm sạch ruột nè, chống tiểu đường nè, sinh sản tế bào, dưỡng tóc, làm đẹp da, rồi bảo vệ núi răng, rồi có rất giàu chất dinh dưỡng, có nhiều vitamin ở trong cái cây nha đam này của mình nha mọi người. Nhưng mà sử dụng như thế nào thì có nhiều người biết nấu, có nhiều người không biết nấu. Thì hôm nay em xin chia sẻ với cách nấu của em, rất là đơn giản mà rất là dễ uống, nó rất là thơm luôn nha mọi người. Em nấu với lá dứa nha, đường phèn, với nha đam là nguyên liệu chính, có ba thứ này thôi. Bây giờ cái ruột nha đam của em rửa sạch rồi này, bây giờ thì mình sẽ cắt thành hạt lựu nha mọi người. Cắt thành hạt lựu của mình uống nó rất là ngon nha, giống như mình ăn chè, thạch chè. Nha đam này nhà trồng cho nên cái thịt nha đam nó rất là dày luôn á mọi người, rất là bự luôn. Nấu cái này rất là ngon á. Bây giờ cái phần ruột nha đam mình đã cắt thành hạt lựu rồi thì bây giờ mình cho vào cái thau. Cái mình đừng có chế nước cho nha mọi người. Mình cho tí xíu muối vào, cái mình đánh đều lên, mình bóp đều cái nha đam này mọi người. Mình rửa như thế này cho cái mùi nha đam của mình nó bớt đi. Thứ hai nữa, cái nhớ trong nha đam nó sẽ sạch hơn, khi mà mình ăn mình sẽ không có nghe cái mùi nha. Mình rửa như vậy cho nó bớt mùi nha đam, nghe khi mà mình uống nó sẽ ngon hơn, nó sẽ không có mùi nha đam nữa. Nhiều khi có người ta không có thích ăn cái mùi nha đam của mọi người, cho nên mình rửa sạch với nước muối như thế này nè, cái nha đam của mình nó rất là sạch rồi, nó không có còn nghe mùi của nha đam nữa, cho nên mọi người cứ yên tâm làm theo cách của em nha. Mình nấu mình để lá dứa vô á, mùi nha đam của mình á sau khi nấu chín thì nó sẽ nghe mùi lá dứa rất là thơm luôn. Bây giờ nó đã sạch rồi nè mọi người, gờ nó đã nhám nhém rồi, nó không có còn nhớt như lúc ban đầu nữa nha. Em đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước lá dứa mọi người. Chuẩn bị sẵn một nồi nước lá dứa sẵn rồi nè mọi người. Bây giờ nước sôi rồi, cái ruột nha đam mình đã rửa sạch rồi thì bây giờ mình cho cái thạch nha đam của mình vào nha mọi người. Mình chuẩn bị cái bọc đường phèn này nè mọi người. Mình cho đường phèn vào cái nồi nha đam của mình luôn nha. Đường phèn này tùy theo mọi người thôi, giống như người thì thích ngọt nhiều thì để nhiều, người thích ngọt ít thì để ít thôi, chứ này không quan trọng nha. Nếu mà mình uống quen, mình khỏi để đường phèn luôn cũng tốt nha mọi người. Cái này là nấu chè nha đam này rất là ngon nha mọi người. Nấu hồi nãy giờ cũng hơn 2 tiếng rồi mọi người. Bây giờ mình dở xem nó như thế nào nha. Mùi nó rất là thơm luôn nha mọi người. Thơm mùi lá dứa mọi người. Mọi người nhìn này, cái thạch nha đam của mình đã chín rồi nha. Nó chín là nó sẽ trong nha mọi người. Nó sẽ trong đi, nó mềm. Nó mềm, ăn nó rất là thơm. Và cái gọi là nha đam mình đã chín rồi đó. Còn khi mà mình ăn mà nó còn sực sực á là nó chưa có chín nha mọi người. Ăn như vậy thì nó cũng được, nhưng mà nó không có ngon bằng mình nấu chín luôn nha. Nó chín mềm ăn mới ngon nha.
À, bây giờ cái nồi nha đam, nồi chè thạch nha đam của em đến đây là kết thúc rồi nha mọi người. À, đã hoàn thành rồi. Bây giờ em chúc mọi người ngon miệng nha. À, mời mọi người sử dụng với em nha. À, em cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh Lisa Cook Vlog của em. À, mọi người là chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của em nha mọi người. Em cảm ơn mọi người. À, bye bye, hẹn gặp lại.